Chào anh cũng như chào tất cả mọi người. Tôi là Linh Mục Phaolô Nguyễn Minh Tráng, hiện đang quản giáo sứ Phụ Kinh thuộc giáo phận Hà Tĩnh. Đây là một giáo sứ tại truyền giáo. 57 năm tôi là người đến đây để phục vụ tại cái vùng này với 8 hào đào trải dài trên 3 xã Văn Hóa, Phù Hóa và Cảnh Hóa. Và đây cũng là cái nơi mà thường năm hay bị lũ lụt, đặc biệt trong cái những năm vừa qua thì nơi đây thiệt hại rất nhiều về ảnh hưởng rất nhiều về cái lũ lụt. Tình hình lũ lụt trong những ngày qua thì rất là phức tạp. Tôi là người đi xem và thăm tất cả bà con trong khi đỉnh cao của lũ, dòng sông thì rất là chảy xiết và người dân thì hầu như là đa số bị chìm ngập trong lũ. Có nơi thì lụt lên đến 2,5 mét và hầu như đa số nhà dân đều bị ngập lụt, và đặc biệt hơn nữa đó là hoa màu, đồng lúa vì chưa kịp và thu hoạch thì đã bị hư hại rất là nhiều. Thì từ chiều tối hôm qua cho đến hôm nay thì nước đã rút ra khỏi cả cái trục đường chính để có cái nơi để mà đi lại được. Tuy nhiên thì những cái vùng sâu, những cái nơi ven sông thì vẫn còn bị ảnh hưởng của lũ kéo dài, đặc biệt là bà con cũng đã phải chịu trong hơn 2 ngày qua vì mức nước lũ ngập rất là cao, bà con rất là vất vả. Thì qua đây thì tôi cũng kêu gọi tinh thần của bà con hưởng ứng đến cái vùng lũ để rồi cách này cách khác với sự yêu thương giúp đỡ của mọi người, bà con nơi cái vùng sâu vùng lũ này thoát ra khỏi những cái khó khăn vất vả, nhất là bị ảnh hưởng bởi cơn lũ vừa qua này. Tôi cũng thay lời cho tất cả bà con giáo xứ, người giáo, những người lương, xin cảm ơn Trang Tiết Minh cho người nghèo đã cấp thiết giúp đỡ cho cái nơi lũ lụt này những món hàng rất cấp thiết, đó là mì tôm để giúp cho bà con trong những ngày này để họ có đồ ăn phục vụ cho sau những khi lũ lụt này. Xin thay lời cho tất cả mọi người chân thành cảm ơn Trang Tiết Minh người nghèo, cảm ơn quý ân nhân, xin Chúa chúc lành cho tất cả, và xin tất cả mọi người cũng như Trang Tiết Minh tiếp tục công tác giúp đỡ cho cái vùng lũ của Quảng Bình rồi nhiều nơi nữa đang cần sự giúp đỡ của quý vị.